Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khoảng 3 giờ sáng nay tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, trận lốc xoáy cường độ mạnh đã gây thiệt hại nặng nề đối với nhà cửa và tài sản của người dân. Qua thống kê, cơn lốc đã làm hơn 100 căn nhà sập và tốc mái, trong đó có 31 căn bị sập hoàn toàn. Đây là hình ảnh căn nhà ông Lê Đình Hồi ở ấp Bửu 1, xã Long Điền Đông. Căn nhà mới được xây dựng và đưa vào sử dụng chỉ vài tháng nay. Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn lốc nên tất cả phần mái nhà, vách thiết đều bị cuốn ra xa. Phần tường nhà và các cây cột cũng bị gió giật làm sập đổ, thiệt hại gần như hoàn toàn. Theo lời kể của người dân, vào khoảng 3 giờ sáng, trời đang mưa thì bỗng dưng có nhiều cơn dông kéo tới, kèm sau đó là cơn lốc cực mạnh, gây đổ gãy cây cối và làm sập nhà dân. Ngủ trong phòng nghe gầm 2 tiếng, đến trước bự dữ lắm, đến xa quá cũng nhỏ nhỏ, tôi nói không biết làm sao mà ông trời gầm chớp dữ vậy, tôi mới lộn còn vậy. Ngồi vậy thì tôi nghe sao hù quá trời hù đi, rồi tôi nói trời sao dòng tay chắc dữ lắm rồi. Thì nói vậy thì tôi lộn còn vậy thì tôi mới chung cái đầu ra. Tôi mới vừa chung đầu ra tới tôi thấy hù quá trời đi, tôi mới chung vô mập vô tôi ghéo mấy đứa nhỏ. Thì tôi dòm thấy là cái nhà đưa cái bắt động làm cái cổ. Thì mới bắt đầu chạy ra lộ thì thấy nhà là sập dẹp lép hết trơn, không còn cái gì trơn trọi rồi. Lúc gió lốc tới là nó phang to, đó là tôi sợ quá, tôi chung dưới bàn nó thoát chết đó, chứ không thôi là nó bay to lên bàn này, là nằm trên này là nhóc to thì đụng tay đồ rớt xuống mít hết trơn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Điền Đông phân công toàn lực lượng và phối hợp với đồn biên phòng Cái Cùng xuống giúp dân khắc phục hậu quả, đồng thời cử 3 đoàn cán bộ đi kiểm tra để nắm số liệu thiệt hại, làm cơ sở đề nghị về trên hỗ trợ sửa chữa nhà cửa. Qua khảo sát, xã Long Điền Đông ghi nhận có 105 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 31 căn sập hoàn toàn, 74 căn bị tốc mái, nhiều tài sản bị hư hỏng, có 6 người bị thương nhẹ đã được sơ cứu an toàn. Chúng tôi đã thống kê được đến thời điểm hiện tại thì có 105 căn bị thiệt hại, trong đó sập hoàn toàn là 31 căn, còn lại là 74 căn thì tốc mái. Thì trên cơ bản thì Đảng ủy, Ủy ban cũng đến gia đình động viên những cái gia đình bị thiên tai xảy ra thì khắc phục, tạm thời khắc phục những cái khó khăn, và đồng thời báo cáo về trên có cái hỗ trợ động viên kịp thời những gia đình. Xã Long Điền Đông là địa bàn giáp với biển nên mức độ ảnh hưởng của thiên tai tương đối cao so với các xã khác trong huyện Đông Hải. Vì vậy, ngành chức năng khuyến cáo bà con nên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động ứng phó với các loại thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về người và tài sản.